800 thường dân đã chết và mất tích. Ông Poi kết thúc lời mở đầu của báo cáo bằng một khẳng định. Nếu báo cáo của tôi là một bản án đối với thái độ của người Cộng sản, thì thật sự nó là như vậy đấy. Đơn giản vì thái độ ấy đáng bị lên án. Trong khi dân chúng miền Nam chịu cảnh tan tóc, thì tại miền Bắc, Đảng Cộng sản lại cho tổ chức biểu tình mừng chiến thắng Tết Mậu Thân. Quan điểm của Mậu Thân đó, tôi cũng thấy một điều là Cộng sản chẳng có một cái gì gọi là tình đồng hương, đồng bào đồng loại cả. Và cái sự tàn ác của Cộng sản còn tiếp tục cho tới hôm nay. Chống ngoại xâm là những kinh nghiệm lịch sử xương máu của dân tộc Việt Nam suốt mấy ngàn năm đối phó với hiểm họa xâm lăng của Trung Hoa. Nhưng chưa bao giờ các triều đình Việt Nam nhượng một tấc đất cho kẻ thù. Ngày nay, suốt nửa thế kỷ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh đã để mất đất, mất biển về tay Cộng sản Trung Hoa mà họ coi là anh em ruột thịt và đang có nguy cơ làm nô lệ cho Trung Cộng dưới những hình thức mới. Trách nhiệm của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được các nhà nghiên cứu đặc biệt về biên giới Việt Trung trình bày cụ thể sau đây. Nhà biên khảo Trương Nhân Tuấn, tác giả quyển Biên giới Việt Trung, ông đã nghiên cứu vấn đề biên giới Việt Trung và theo sát các cuộc đàm phán gần đây giữa hai nước. Theo nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn, thì đường biên giới ở Nam Quan bị lấn vào phía Việt Nam từ 300 đến 400 mét. Còn thác Bản Dốc, thì các tài liệu du lịch tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc có in tờ quảng cáo, ghi Bản Dốc nằm trên biên giới. Nhưng theo Công ước Pháp Thanh năm 1887, thì thác này nằm về phía Việt Nam cách biên giới là 2 cây số. Cụ thể, Nam Quan và Bản Dốc có mất đất, và việc này xảy ra từ năm 1953 tới năm 1955. Theo những cái tài liệu mà Trung Quốc đã công bố đó, là ngày 15 tháng 6 năm 1956, ông Ung Văn Khiêm, lúc đó là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thì ông Khiêm có tuyên bố là theo những cái tài liệu mà Việt Nam hiện có đó, thì cái quần đảo Tây Sa cũng như là Nam Sa, Tây Sa tức là Hoàng Sa và Nam Sa tức là Trường Sa của Việt Nam, trên quan điểm sử học thì thuộc về Trung Quốc. Cho nên tôi nghĩ đó là lời phát biểu của ông Khiêm là thể hiện cái chủ trương chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái chủ trương này đã khẳng định 2 năm sau, cái lời phát biểu của ông Ung Văn Khiêm năm 1956, thì 2 năm sau năm 1958, ông Phạm Văn Đồng đã ký cái công hàm mà chúng ta vừa nói. Chúng ta cũng để ý là đến năm 1974, khi mà Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam, thì phía Bắc Việt hoàn toàn không có phản ứng nào hết. Chúng ta thấy là từ công hàm của ông Phạm Văn Đồng, trước đó là lời tuyên bố của ông Ung Văn Khiêm, đều xảy ra dưới thời ông Hồ Chí Minh hết. Và cái hậu quả là mất đất, mất biển việc của Việt Nam trong tương lai, đã mất đất và sẽ mất biển trong tương lai, là do cái hậu quả, cái tinh thần thân tàu quá mức của ông Hồ Chí Minh. Về sự kiện Cộng sản Bắc Việt hoàn toàn im lặng trước việc Trung Cộng dùng vũ lực cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa vào ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Ông Bùi Tín, lúc đó làm việc trong ban biên tập báo Nhân dân của Cộng sản Bắc Việt, cho biết chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam như sau. Miền Nam là kẻ thù của chúng ta, còn Trung Quốc là anh em còn hơn ruột thịt. Đây cùng là giai cấp vô sản. Mục đích của chúng ta là thế giới đại đồng. Đất đó nằm trong tay Trung Quốc tốt hơn hàng triệu lần là nằm trong tay kẻ thù tại Sài Gòn. Bạn thù nó rõ ràng mà nó kinh khủng đến cái não trạng từ Hồ Chí Minh đến Trường Chinh là như thế. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã phân tích sự việc này như sau. Một cái công hàm như vậy đó, không thể nào một mình ông Phạm Văn Đồng quyết định được. Nhất là nếu chúng ta biết là 2 năm trước đó đó, ông Bộ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm cũng lại nói là theo những cái tài liệu lịch sử đó, thì biển Nam Hải, Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc về Trung Quốc.
thì những cái đó không thể nói là những cái sự ngẫu nhiên hay là những cái phát biểu mà vô trách nhiệm của hai cá nhân, mà những cái đó chắc chắn nó phải có sự đồng thuận của Bộ Chính trị, và cầm đầu Bộ Chính trị lúc bây giờ là ông Hồ Chí Minh. Cũng vì lý do đó nên có thể nói rằng là chính Hồ Chí Minh đã đặt ra cái tiền lệ để cho chúng ta ngày ngày, mỗi ngày bị ép thêm nữa để nhượng đất, nhượng biển cho Trung Quốc. Nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh đã gắn liền với cuộc chiến tranh Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ. Trong vai trò phát động và điều khiển, Hồ Chí Minh đã gây nên cái chết của 3 triệu sinh mạng của hai miền Nam Bắc. Chúng ta tự hỏi, sau ngày nhắm mắt, ông đã để lại những di sản gì cho dân tộc? Giáo sư Tôn Thất Thiện, cựu Tổng trưởng Thông tin Việt Nam Cộng Hòa, hiện sống tại Canada, đã nhận định về di sản của Hồ Chí Minh. Xã hội Việt Nam thì có như rã, gần hết. Nên là ai mà làm lại được, xây lại được cái xã hội Việt Nam bây giờ khó lắm. Đạo lý.